mọi hành vi của con người, dù là thiện hay ác, đều sẽ tuân theo luật nhân quả ở đời. Dù có thể giấu người khác, nhưng chẳng thể nào giấu được nhân quả. Vào triều đại nhà Thanh, có vị quan họ Mỗ làm chức huyện lệnh ở tỉnh Sơn Đông. Tính cách của ông ta rất biệt lập, có phần không được đàng hoàng. Sau khi mãn hạn làm quan, trở về quê hương sinh sống, ông ta thường đóng kín cổng, không giao du với ai. Ông ta cũng chẳng hề để tâm đến những việc không liên quan đến bản thân, chỉ ngày ngày an hưởng thụ tuổi già. Điều đáng nói, dù đã cao tuổi mà vợ chồng ông ta vẫn chưa sinh được đứa con nào nối dõi, nên trong lòng vô cùng phiền muộn. Không lâu sau đó, vợ của ông sinh được một cậu con trai. Niềm vui mừng không gì sánh được. Họ nâng niu cậu con trai như một viên ngọc quý trên tay. Thật không may, ít lâu sau, con trai họ đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo. Cậu ta ốm nặng, chỉ có thể nằm thở thoi thóp, khiến cho vợ chồng Mỗ tiên sinh vô cùng hoang mang lo lắng. Nghe có người nói rằng trên núi Lao Sơn có một vị đạo sĩ có thể biết trước được tương lai, nên Mỗ tiên sinh lập tức lên đường. Đến núi Lao Sơn, gặp được vị đạo sĩ, Mỗ tiên sinh liền kể lại mọi chuyện, tâm thái vô cùng lo lắng, hỏi rằng: "Xin đạo sĩ cho biết, bệnh tình con trai tôi sẽ như thế nào?" Đạo sĩ trầm ngâm nghe kể hết sự tình rồi cười lớn và nói: "Quý công tử còn có rất nhiều việc chưa giải quyết xong, sao có thể ra đi khi còn ít tuổi như vậy được? Ông cứ yên tâm, con trai ông không chết được đâu mà lo." Tiếng cười của vị đạo sĩ cứ vang mãi trong lòng, khiến Mỗ tiên sinh không biết là có ý gì. Nghe lời nói của vị đạo sĩ, ông ta cảm thấy vô cùng hoang mang trong lòng, không rõ đây là việc may hay là việc rủi. Trở về nhà, Mỗ tiên sinh mời được một vị danh y giỏi đến chữa trị cho con trai mình. Quả nhiên chỉ ít ngày sau, cậu bé đã nhanh chóng hồi phục, bệnh tình tiêu tan hết. Sau này khi lớn lên, vị công tử nhà họ Mỗ tính tình kiêu căng ngạo mạn, hành vi phóng đãng, ăn uống vô độ, đánh bạc thâu đêm, thường xuyên đến kỷ viện Lầu Xanh, không việc xấu gì là không làm. Chính vì thế, chỉ sau vài năm, toàn bộ gia tài của nhà họ Mỗ đã bị cậu quý tử này làm cho tiêu tán sạch. Gia sản bao năm gây dựng phút chốc mất hết. Sau này, khi người vợ qua đời, Mỗ tiên sinh sống lang thang trôi dạt, này đây mai đó. Ông ta phải xin ăn để sống qua ngày. Khi chết đi, cũng không có ai thờ cúng. Người dân trong làng ai cũng thấy hoang mang, có phần khó hiểu về tình cảnh nhà họ Mỗ. Họ thường hỏi nhau: "Mỗ tiên sinh không ác, không ham danh tiếng, tại sao lại sinh ra đứa con phá gia như vậy?" Mãi sau này, thắc mắc của người dân mới được một người lớn tuổi trong làng giải đáp: "Trước đây, Mỗ tiên sinh chỉ là một cậu học trò nghèo giản dị. Đến khi làm quan huyện, nhiệm kỳ chưa đến 10 năm mà trở thành một phú ông bạc triệu, tài sản chất đống. Chỉ nhìn vào đó thôi, còn cần phải nói rõ ràng tỉ mỉ đường làm quan và đường làm giàu của Mỗ tiên sinh sao? Cho nên, ông ấy phải chịu nhân quả báo ứng như vậy, e cũng là hợp tình hợp lý mà thôi." Mọi người nghe xong thì gật gù tâm đắc, nghĩ về cuộc đời Mỗ tiên sinh mà thấy đúng là quy luật nhân quả ở đời. Một người đột nhiên thốt lên như bừng tỉnh đại ngộ: "Hóa ra con người dù có cố che giấu thế nào cũng không qua nổi con mắt của thần. Rõ ràng người tính không bằng trời tính." Câu chuyện về vị Mỗ tiên sinh cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị răn dạy người đời. Đừng nghĩ rằng làm việc xấu, che đậy đi là sẽ không sao cả. Luật nhân quả xưa nay có thể đến muộn, nhưng nhất định không bỏ sót một ai. Sống đơn giản cho đời thanh thản, cứ hồn nhiên rồi đời sẽ bình yên. Con người đến một tuổi đời nhất định
mới nhận ra thế giới là của mình, thật bình yên và thuần phát. Suy nghĩ đơn giản một chút, lòng sẽ thanh thản. Tâm tư đơn giản một chút, cuộc sống sẽ không phức tạp. Trên con đường của cuộc đời mỗi con người, nếu học biết được giản đơn, có thể khiến chúng ta vui vẻ mà cất bước. Vì trong đời người đặc sắc này, chúng ta chính là cần buông bỏ gánh nặng, cho ánh sáng và niềm vui vào trong hành trang, chọn lấy những điều đẹp đẽ, tích góp làm hy vọng cho chính mình. Có ba cảnh giới trong đời người. Trước tiên là nhìn xa. Nhìn xa mới có thể thâu hết cảnh vật vào trong tầm mắt. Tiếp đó là nhìn thấu. Nhìn thấu mới có thể nhìn rõ mồn một bản chất của sự vật. Sau cùng là xem nhẹ. Chỉ khi xem nhẹ, lòng ta mới có thể vui vẻ nhẹ nhàng. Cuộc sống này giống như một ống kính vạn hoa, chua ngọt đắng cay đều thâu gom cả vào trong đó. Đời người, nói đến cùng, rốt cuộc vẫn là sống sao cho được vui vẻ. Người đa dục thì mệt mỏi, người vô dục mới thanh nhàn. Lòng xem nhẹ rồi, hạnh phúc mới sẽ nhiều hơn. Chỉ có nhìn xa mới có thể nhìn thấu được, và khi ta đã nhìn thấu được rồi, ta mới có thể xem nhẹ. Rất nhiều lúc, đồng cảm không phải là bởi nói toạc ra, không phải là bởi xúc cảm mãnh liệt, càng không phải là bởi làm ra điệu bộ, mà là đến từ bình thản, ai cũng không thể nói rõ được. Con người sống ở đời vốn không hề dễ dàng. Mỗi một người đều là đến trong tiếng khóc của bản thân, rời đi trong thống khổ. Mỗi một người đến trong tiếng cười của người thân và trong tiếng khóc của người thân mà rời đi. Đời người thì buồn nhiều hơn vui, mọi người hà tất phải làm khó bản thân trong suốt chặng đường của sinh mệnh. Con đường là ở dưới chân của mỗi người. Nếu lấy tâm thái tích cực, khỏe mạnh, bền bỉ, vui vẻ bước trên con đường nhân sinh, thì mỗi một con đường đều sẽ liên thông đến vui vẻ và hạnh phúc. Còn nếu lấy tâm thái tiêu cực, chán nản, hèn nhát, bi quan, cất bước ở trên đường đời, thì mỗi con đường đều liên thông đến thống khổ và u sầu. Nếu thế giới thần tiên thật sự có đi chăng nữa, nhưng nếu chỉ dựa vào ảo tưởng cũng khó lòng bước vào được. Người xưa nói, người có cảnh giới thì tự mình sẽ hình thành nhân cách cao thượng. Cảnh giới cao nhất của đời người, kỳ thực chính là thuần chân tự nhiên, giản giản đơn đơn. Thật vậy, hạnh phúc là một loại cảm nhận. Chỉ là không phải mọi cảm nhận đều hạnh phúc. Đời người rốt cuộc vẫn cần một lần sống trên thế gian. Người xem nặng thì lòng đau khổ nặng nề, người xem nhẹ thì lòng tự tại ung dung. Người chấp trước quá thì dễ bị mê mờ, người nhìn thấu tỏ thì mới sáng suốt. Chỉ với một ấm chè nhạt, một tập sách hay, một khúc nhạc du dương nhẹ nhàng để tâm lặng lẽ nhìn ngắm hoa nở hoa tàn, ngẩng đầu nhìn gió mây chuyển sắc, cũng vẫn có thể xem là một loại tự tại, thanh thản bình yên. Đời người cũng giống như ngọn nến được thắp sáng, nó có huy hoàng của ngọn lửa toát ra, cũng có bi ai của sự lụi tàn. Đời người cũng giống như một đóa hoa tươi rực rỡ, nó có vẻ đẹp khiến người ta trầm trồ tán thưởng, cũng có dần dần rụng đi, không thể đổi khác được. Đời người giống như một cơn bão, có khí thế rợp trời dậy đất, cũng có khung cảnh bình yên sau khi mưa tạnh mây tan. Đời người giống như một đầm nước, bạn dụng tâm yêu mến, cố gắng nâng niu trân trọng, thì nó chính là một đầm nước trong. Còn nếu bạn ra sức khuấy đảo, không đối tốt với nó, thì nó sẽ là một đầm nước đục ngầu. Thế nên, đời người chỉ cần cho đi sự cố gắng
thuận theo tự nhiên, chính là sẽ không lưu lại quá nhiều những điều khiến ta phải ân hận tiếc nuối. Cuộc sống không cần phải bố trí quá vẹn toàn. Đời người không cần phải trù tính quá kỹ lưỡng. Không kể làm gì, cũng nên chừa lại chút không gian cho bản thân. Lòng người đơn giản, vậy nên ít phiền não. Cuộc sống giản đơn, bởi vậy nhiều hạnh phúc. Hết thảy của hết thảy, đạt được không ngừng rỡ hân hoan, không mất đi ủ dột sầu não. Giữa được và mất, ta hãy cứ điềm tĩnh, ung dung. Người có lúc buồn vui, tàn hợp. Trăng có đêm tối sáng, tròn khuyết. Việc này xưa nay, khó bề trọn vẹn. Đời người há không phải như vậy hay sao? Mỗi người đều có một mặt tốt đẹp nhất, cũng có phiền não và những điều không như ý đi kèm. Nếu thời gian một đi không trở lại, thế thì chúng ta trong cõi hồng trần cuồn cuộn này, quan trọng nhất chính là biết trân quý, nắm chắc ngày hôm nay. Trên hành trình cuộc đời, mọi khó khăn đều chính là món quà ông trời dành tặng bạn. Nó khiến bạn trở nên kiên cường mạnh mẽ. Mọi trắc trở đều sẽ khiến bạn ngã một lần, khôn hơn một chút, khiến cho bạn trưởng thành hơn. Không trải qua mưa gió, sao có thể thấy được cầu vồng? Không nếm qua trăm vị của đời người, sao có thể hiểu được ý nghĩa thật sự của nhân sinh đây? Sống ở đời, lòng đơn giản thì giảm thiểu phiền não, tăng thêm niềm vui. Lòng giản đơn chính là sẽ giảm bớt u sầu, tăng thêm hạnh phúc. Học được sống giản đơn, mọi thứ đều trở nên giản đơn. Học biết giản đơn thì bạn chính là không đơn giản nữa. An yên trong cuộc sống. Thông thường, làm vạn việc tốt cũng không ai nhớ. Nhưng chỉ cần chúng ta phạm một sai lầm, thì ngay cả việc hít thở cũng sẽ bị soi xét. Cho nên, làm người không cần quá để tâm đến cái nhìn của kẻ khác. Hãy sống vì ngày mai tươi đẹp, không hổ thẹn khi nghĩ về mình hôm nay. Thời gian là con đường một chiều, đã đi qua rồi thì không thể quay lại. Cuộc sống đôi khi rất giản đơn, khi đã lựa chọn thì đừng nên hối tiếc. Con người nhiều lúc rất mâu thuẫn, mong muốn được người khác cảm thông, nhưng đôi khi cũng sợ bị người khác nhìn thấu. Trên đời có một số việc, nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ thông rồi thì đau lòng. Nếu có ai đó có ý đợi, chắc chắn sẽ đợi được đến cùng. Còn người đã vô tình, thì khi bạn vừa quay lưng, đã vội nắm lấy bàn tay khác. Thật ra, trên thế giới này, người nhìn bạn cười có thể rất nhiều, nhưng trong lòng thật sự có bạn thì lại rất ít. Nếu lỡ bị tổn thương trong quá khứ rồi, thì thôi, dứt khoát đừng đưa gánh nặng đó đến tương lai. Cái đã chết đi thì không nên níu kéo, cũng đừng quá hoài vọng. Trưởng thành là một từ chất chứa những thương đau. Nó không hẳn là chỉ là cái đạt được, mà chắc chắn phải đánh đổi đi nhiều thứ. Có những con đường chỉ có thể đi một mình. Khó khăn gian khổ cũng không thể chia sẻ với bất kỳ ai. Hãy trân trọng những giây phút ấy, vì dù sao chúng ta cũng chỉ có một đời để sống. Hãy thôi ảo vòng xa xôi, không cần lo buồn chuyện đảo ba, chẳng nên mơ mộng việc chưa tới. Hướng trọn tâm tư về hiện tại, giây phút này chính là bình an. Càng cố gắng càng may mắn, bạn sẽ vượt qua tất cả. Hãy sống thật ý nghĩa mỗi ngày. Càng cố gắng càng may mắn, hạnh phúc không phụ thuộc vào việc nhà rộng hay hẹp, mà quan trọng là tiếng cười bên trong giòn giả đến đâu. Hạnh phúc cũng không phụ thuộc vào việc nghe được bao nhiêu lời ngọt ngào, chúc tụng, mà quan trọng vẫn là khi đau lòng yếu đuối, có người đến bên để chia sẻ, vỗ về.
cái quý nhất không nằm ở khối vật chất bạn đang sở hữu, mà chính là những người đồng hành bên cạnh mình. Chúng ta hoàn toàn không thể ép người khác yêu thương mình, chỉ có thể làm cho bản thân trở thành người xứng đáng được thương yêu. Lúc nhỏ thì cho rằng chảy máu là một việc rất kinh khủng, nên bất luận có đau hay không cũng bật khóc trước tiên rồi tính tiếp. Lớn lên mới hiểu ra rất nhiều, khi nước mắt rơi còn thấy đau hơn nhiều so với chuyện chảy máu. Thật ra trên đời này, ngoài sanh tử ra, tất cả đều là chuyện nhỏ. Bắt đầu từ hôm nay, bất luận gặp phải chuyện phiền phức gì, cũng đừng tự dằn vặt bản thân mình. Dù tiếp nhận bao nhiêu điều tồi tệ cũng không nên cảm thấy bi thương, vì dù sao cũng còn có ngày mai. Hôm nay chỉ là sự chuyển tiếp. Và hãy nhớ lấy câu nói, càng cố gắng sẽ càng may mắn. Bạn sẽ vượt qua tất cả. Trách nhiệm hình thành nên phương hướng, kinh nghiệm lại tạo nên bản chất, và tính cách cũng chính là số phận của bạn. Mỗi ngày bạn sống như thế nào thì cuộc đời của bạn sẽ như thế ấy. Còn người bạn ra sao, nhân duyên sẽ dẫn dắt bạn gặp người tương ứng với mình. Đứng trước một vấn đề, người thành công sẽ nói: việc này tuy khó nhưng có thể làm được. Người thất bại lại bảo: chuyện này có thể làm được nhưng mà quá khó. Bạn có cách nghĩ thế nào sẽ hình thành lối sống như vậy? Có hành động thế nào thì sẽ có kết quả như thế đó. Đôi khi sự khác biệt chỉ là một chút thôi, nhưng kết quả đưa đến lại hoàn toàn trái ngược nhau. Khi gặp chuyện không vui, đừng nổi giận vô cớ hay mong chờ từ người khác. Vì thói đời vốn lạnh lùng hờ hững, quá yếu đuối chỉ khiến cho người khác xem thường mà thôi. Dù trong mắt thiên hạ, bạn chẳng là gì cả, nhưng bản thân nhất định phải giữ lấy sự tự tôn của chính mình. Trên đời có nhiều thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Đôi khi chỉ có được một lần trong đời, mất đi rồi sẽ không gặp lại nữa. Hãy trân trọng những người ở lại và tiễn chân những kẻ muốn ra đi. Đừng vì bất kỳ một cá nhân nào mà đánh mất hết những điều tốt đẹp lớn lao phía trước. Đừng cứ nghĩ mãi về một vấn đề, cũng đừng đặt tất cả tình cảm của mình vào một người duy nhất. Bên cạnh bạn còn có gia đình, bạn hữu và rất nhiều việc khác cần phải lo. Và hãy nhớ, cuộc sống luôn cho ta những cơ hội mới, gọi là ngày mai. Con người sống một đời, điều gì quan trọng nhất? Có người bảo là xe, là nhà và tiền bạc. Vì nó mà nhiều người phải lãng phí sức khỏe, suy sụp tinh thần, xem rẻ sinh mạng. Rồi khi bạn không còn, chìa khóa xe mình mua, người khác nắm, nhà mình tạo, người khác ở, tiền của mình làm ra, người khác chi dùng. Vậy một đời điều gì quan trọng nhất? Có người bảo là thân phận, địa vị và danh tiếng. Vì thân phận mà nhiều người đeo đuổi mỗi ngày, vì quyền thế mà tranh đấu mãi không thôi, vì hư danh mà suy nghĩ trăm phương ngàn kế. Rồi khi bạn không còn, ai quan tâm thân phận cao thấp? Ai bận lòng địa vị hèn sang? Ai thắc mắc ít nhiều? 100 năm sau tiền vàng bạc trắng, xe rộng nhà cao, công danh lợi lộc đều không thể mang theo bên mình. Người giàu kẻ nghèo đều trở thành tro bụi. Người sang kẻ hèn đều chỉ một phần, dù nam hay nữ cũng một nắm xương khô. Cho nên mới nói tất cả đều không quan trọng. Sống tốt mỗi ngày mới là điều cần thiết. Giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ, gieo hạt giống lành, yên ổn vui vẻ, nghĩa tình sâu trước, một đời an vui. Cuộc sống vốn không dễ dàng, mỗi nhà một hoàn cảnh, mỗi người một nỗi khổ riêng, nên đừng bao giờ cười nhạo bất kỳ ai. Tôn trọng người khác cũng là tự trọng với chính mình. Người vinh quang đến đâu, phía sau cũng sẽ có những niềm đau giấu kín. Kẻ hạnh phúc thế nào, trong lòng cũng sẽ có vài điều lo lắng,
khó xử. Cuộc đời đâu ai thập toàn thập mỹ. Cuộc sống lúc nào cũng sẽ gặp phải sự bội bạc, không thể nói trước được. Nên đừng vội đắc ý, hãy tập sống chân thành và khiêm tốn, đối xử với người khác tốt một chút, tạo phước cho mình. Mọi việc vốn không có khuôn mẫu chung, không có gì là hoàn toàn cố định. Nhưng chỉ cần trong lòng có phương hướng, có niềm tin và sự kiên trì, nhất định bạn sẽ nhìn thấy ánh sáng ở đoạn đường phía trước. Đời người có 5 ngày, nếu mạng sống được tính bằng hơi thở, thì cuộc đời mỗi người, dù dài hay ngắn, rốt cuộc chỉ gói trọn trong 5 ngày. Hôm trước, hôm qua, hôm nay, ngày mai và ngày sau, hãy sống thật ý nghĩa mỗi ngày. Cảm ơn hôm trước, quá khứ đã qua không thể thay đổi, chỉ nên cảm kích vì mình vẫn còn được sống. Biết ơn cha mẹ đã đưa chúng ta đến với cuộc đời tươi đẹp này, để mỗi ngày có thể ngắm ánh bình minh trong trẻo, nhìn cảnh hoàng hôn yên bình, cảm nhận cuộc sống diệu kỳ, tận hưởng niềm vui nhân thế tổng kết hôm qua. Con đường chúng ta đi qua có niềm vui, hạnh phúc và thành công. Bên cạnh đó cũng có niềm đau, nỗi khổ và thất bại. Sai sót ở đâu làm lại nơi đó. Thất bại hôm qua sẽ là nền tảng cho thành công ngày mai. Không thể bỏ qua việc học hỏi, càng không thể từ chối sự tiến bộ. Nắm chắc hôm nay, trân trọng hiện tại, chăm chỉ học hành, chuyên cần thực hành, vững bước tiến về phía trước. Hôm qua đã không còn, ngày mai thì chưa đến, chỉ có bây giờ, ở đây. Hiện tại chăm chỉ cày cấy thì ngày sau ắt có cái để thu hoạch. Tương lai luôn mang nhiều hứa hẹn đầy mê hoặc. Lý tưởng nhất là ươm mầm ngay bây giờ để mai kia trở thành hiện thực. Không sợ hãi ngày sau, chúng ta đã cố gắng trong quá khứ và hiện tại nên tương lai chắc chắn sẽ tốt đẹp. Vì thế không cần lo lắng. Đây là quy luật phát triển tự nhiên như ngày và đêm không thể tách rời. Mỗi ngày trong đời đều đáng trân trọng. Không nên hối tiếc sự do dự hôm qua, rồi thụ động chờ đợi ngày mai đến. Sống trọn vẹn với khoảnh khắc hiện tại mới không hổ thẹn với ý nghĩa của cuộc đời. Ngón tay dù bị bẩn cũng không thể cắt bỏ đi. Nón đội không vừa, không cần chỉnh lại. Kích thước của đầu cánh cửa này khép lại, tự nhiên sẽ có khung cửa khác mở ra. Vấn đề là bạn có nhìn thấy hay không mà thôi. Khi cảm thấy khổ đau, đầu tiên cần phải phá bỏ là sự cố chấp. Vấn đề là bạn có chịu buông bỏ hay không mà thôi. Nhân sinh một đời, người ta làm mọi thứ chỉ để có nhà cao cửa rộng. Thực tế, chỉ cần một mái lều tranh cùng băng ghế đá nhẹ nhàng ngồi xuống đã có thể tận hưởng niềm vui của sự thanh nhàn. Trên đời, người nhìn bạn có thể rất nhiều, nhưng hiểu được bạn thì là rất ít. Kẻ nói về bạn có thể rất nhiều, nhưng giúp đỡ bạn lại càng ít hơn. Những cuộc gặp gỡ có thể rất nhiều, nhưng tin tưởng được thì lại rất ít. Cuối cùng, những giọt lệ cũng phải tự mình lau. Những niềm đau cũng tự mình chịu lấy. Không ai hiểu thì tự mình nỗ lực. Không ai giúp thì phải cố gắng hơn. Không cầu mong mọi việc đều như ý, chỉ hy vọng không thấy thẹn với lòng. Còn bình thường, điều gì nên nói thì phát ngôn, bằng không thì im lặng. Đó cũng là một dạng thông minh. Điều gì nên làm thì hết lòng, bằng không thì rút lui. Đó cũng là một dạng hiểu biết. Còn điều gì nên thể hiện thì thể hiện rõ ràng, bằng không thì quy ẩn cũng là một dạng trí tuệ. Người đời có thể tin tưởng, nhưng đừng trông chờ. Bổng lộc có công thì tiếp nhận, còn không thì đừng thọ hưởng. Con đường từng bước mà đi hết, tình cảm từng chút mà hình thành. Đời người từng trang mà viết nên. Không có ai trắc trở cả đời,
Không người nào là trọn đời không đau khổ. Chỉ cần giữ tâm thái tích cực, mọi thứ sẽ tốt đẹp theo. Đôi khi một lời ác ý có thể dẫn tới cuộc tranh đấu. Một câu tốt lành lại sinh ra nhiều điều tốt đẹp. Đôi khi khuyên bảo một người cần trăm ngàn lời nói, nhưng có lúc chỉ cần một câu cũng đủ để hủy diệt tất cả. Cho nên mỗi lời thốt ra cần hết sức thận trọng, suy nghĩ chu toàn mới mong là không hối hận. Ai cũng có sở trường, sở đoản, chỉ cần học hỏi điều hay, hạn chế chỉ trích, thì bất kỳ người nào cũng có thể tự làm thầy để giúp mình hoàn thiện hơn. Suốt ngày để ý ưu điểm của người khác, rồi ngưỡng mộ ganh tị, chi bằng thu tầm mắt, nhìn lại mình, rồi nghiêm túc học hỏi. Cứ nghĩ mưu tính kế, mong người khác không bằng mình, chi bằng âm thầm nỗ lực để bản thân trở nên mạnh mẽ. Đôi khi nhìn lại những điều từng khiến mình phiền não u mê, thật không đáng nhắc. Có lúc xét lại những thứ từng làm ta đau khổ vật vờ, nhẹ như gió thoảng qua. Cho nên gặp bất kỳ việc gì cũng không nên vội vàng cố chấp. Tỉnh táo một chút, điềm tĩnh một chút, nghĩ thoáng đi một chút, thì trên đời này không có gì là không thể nhẹ buông. Ở đời đôi khi bị người khác xem thường, chỉ vì bạn quá dễ sai khiến. Công việc chỉ cần nhờ là bạn giúp, đồ vật chỉ cần hỏi là bạn cho. Lỗi lầm gì rồi cũng được bạn bỏ qua, tổn thương nào bạn cũng chịu đựng lấy. Nên biết, trên đời có những kẻ quen được nhận, sẽ quên mất việc cảm ơn. Nghĩ bạn mạnh mẽ thì không cần lo lắng, thấy bạn rộng lượng nên không giữ chừng mực. Lương thiện là điều tốt, nhưng nên biết ứng dụng đúng người đúng chỗ. Nếu cứ bỏ qua mình để lo cho kẻ khác, sẽ chẳng ai quan tâm đến cảm nhận của bạn đâu, và bạn sẽ là người chịu thiệt thòi. Cũng là phúc, nhưng đôi khi phải biết cách thể hiện. Nếu không, người đời chỉ xem bạn là đứa ngờ nghệch, có thể sai sử mọi thứ. Lương thiện không phải là ngốc, đạo đức không phải là khờ. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ và hướng đi riêng, nên biết cách thể hiện để giữ sự tự tôn cho bản thân và giá trị cho những phẩm chất mà mình theo đuổi. Thông thường người càng từng trải thì càng trầm tính và giản đơn, kẻ càng hời hợt thì càng nóng nảy và bất cần. Người thật sự mạnh mẽ không phải không biết rơi lệ, mà họ có thể nuốt nước mắt vào trong, tiếp tục bước tới. Nhẫn nại thêm một chút, kiên trì thêm một chút, dù chưa nhìn thấy hy vọng cũng nên tin tưởng chính mình. Đôi khi cũng cần can đảm mang gánh nặng vượt quá sức thông thường một chút. Sau khi cố gắng, bạn sẽ phát hiện ra khả năng của mình cũng kỳ diệu hơn tưởng tượng rất nhiều. Hành trình đời người không chỉ có thuận lợi và bằng phẳng, cho nên hãy biết học cách chấp thuận và mỉm cười. Hãy lau khô giọt nước mắt, hóa giải nỗi nhọc nhằn, rồi tiếp tục đi trên con đường mình chọn, làm công việc cần làm. Mọi thứ dần dần sẽ trở nên tốt đẹp. Chỉ cần trong lòng kiên định, ngoại cảnh không thể thay đổi được. Bạn không đố kỵ với kẻ khác sẽ không dễ dàng đánh mất chính mình. Điều gì không quên được cũng đừng cố gắng. Lỡ quên rồi thì thôi, đừng có làm khó bản thân. Thông thường cái được rồi lại để vụt mất sẽ thấy tiếc nuối hơn so với lúc chưa có. Đừng quá ỷ lại bất kỳ ai, vì ỷ lại mới có kỳ vọng, vì kỳ vọng mới có thất vọng. Cuộc sống giống như que kem, hãy tranh thủ thưởng thức khi kem chưa tan chảy. Trên đời này vốn không có quá nhiều, nếu như bạn là tác giả của đời mình, không cần phải viết một kịch bản quá bi ai. Hay bất hạnh, đừng đứng ở một góc xa xôi, chờ đợi rồi lo lắng, sợ hãi. Hãy mạnh mẽ bước tới, nhất định sẽ tìm được phương hướng. Thế giới dù kỳ diệu đến đâu, nhân tình dù tốt đẹp thế nào, cũng không mấy liên quan đến bạn. Bạn là bạn, chỉ cần trang bị cho mình đôi cánh thật tốt, rồi bay đi đến nơi muốn đến là đủ.
mỗi người đều có những ưu điểm khác nhau, không cần chứng minh với bất kỳ ai. Chỉ cần mình nỗ lực phát huy để mọi người cảm nhận được. Một phút giận hờn khiến mình mất đi 60 giây vui vẻ trong đời, nên chúng ta hãy học cách tùy thuận xem mọi việc nhẹ chút. Bất luận thế nào, chỉ cần bản thân lựa chọn thì sẽ không có chuyện đúng sai hay hối hận, vì mọi quyết định đều có lý do riêng. Đôi khi chỉ cần mình hiểu là đủ. Như trong tình cảm, người thật lòng thương yêu tuyệt đối sẽ không rời xa bạn, dù có trăm ngàn lý do để từ bỏ. Cuối cùng họ cũng sẽ tìm được một duyên cớ để tiếp tục kiên trì. Yêu không phải vì tìm thấy sự hoàn mỹ mà biết cách bao dung lấy những cái chưa vẹn toàn. Đừng để nước mắt mình rơi một cách dễ dàng, vì khi cười, thế giới sẽ cùng cười với bạn. Lúc khóc, bạn chỉ có thể khóc một mình. Hãy làm một người điềm tĩnh, sống một đời lương thiện, nở nụ cười trên môi, có niềm tin trong lòng, thì cuộc sống sẽ luôn luôn tươi đẹp. Ở đời, thời gian không đủ nhiều dành cho việc hối hận. Ăn rồi thì đã ăn rồi, không cần phải nói lại. Yêu cũng đã yêu rồi, không cần phải lăn tăn. Xong rồi thì đã chia xa, không cần phải níu kéo đời. Mỗi người chẳng qua chỉ là một hành trình vinh hoa phú, quyến luyến như hạt sương trên hoa cỏ của buổi sớm mai. Lắng nghe lời Phật dạy về năm chữ đừng, cuộc đời đổi thay mỗi ngày. Trong cuộc sống này, ai cũng muốn mình gặp được nhiều may mắn, thuận lợi trong công việc. Vậy nếu muốn tránh xa những rắc rối thì phải hao tổn công đức. Hãy lắng nghe lời Phật dạy về năm chữ đừng. Cuộc đời đổi thay, mỗi ngày tâm yên, lòng thanh thản, tâm động, lòng nổi sóng gió. Sống mà cứ đấu đá tranh giành, ganh đua nhau từng chút một, bảo tâm làm sao yên lòng được. Mời quý Phật tử cùng quý thính giả cùng nghe lời Phật dạy về năm chữ đừng thay đổi cuộc đời. Cái đừng thứ nhất là có tiền đừng keo kiệt. Tiền khi sinh chẳng mang theo đến, khi tử chẳng mang theo đi. Sức khỏe mới là thứ quan trọng hơn nhiều. Có sức khỏe thì mới có tất cả. Trong dân gian có câu nói: không sợ kiếm ít tiền, chỉ sợ chết sớm. Có sức khỏe thì ngại gì không kiếm được tiền. Vì sức khỏe, khi nào cần chi tiêu thì hãy chi tiêu. Có tiền thì đừng keo kiệt. Cái đừng thứ hai, có phúc thì đừng chờ đợi. Con cháu đều có phúc của con cháu, đừng quá vì con cháu mà biến mình thành thân trâu ngựa. Nên tranh thủ thời gian hưởng thụ cuộc sống, đừng vì con cháu mà làm việc quá sức. Làm cố quá là sát thủ nguy hiểm nhất của sức khỏe. Cái đừng thứ ba, có tình yêu đừng buông bỏ. Cuộc đời thật ngắn ngủi, tình yêu lại không dễ tìm kiếm. Cho dù yêu hay được yêu đều là duyên phận, đều nên đón nhận. Ngày hôm nay bạn buông bỏ thì kiếp này nó sẽ không bao giờ đến với bạn nữa. Cái đừng thứ tư, tức giận đừng để trong lòng. Trong cuộc đời, ai cũng có thể gặp phải những chuyện khó khăn hay không vừa ý, nhưng đừng nên vì thế mà nổ khí xung thiên. Tức giận là tồn tại khách quan, không nên giữ ở trong lòng. Nín thở thì khí sẽ ứ tắc, mà khí ứ tắc thì sẽ sinh bệnh. Gặp phải những sự việc khiến ta tức giận, hãy tìm người để khai thông nó, thổ lộ ra hết. Như vậy sẽ gỡ bỏ nó nhanh hơn, nội tâm sẽ yên bình trở lại. Bạn bè chính là công cụ thông tắc khí tốt nhất, cũng là nguồn động lực, khích lệ tinh thần, tiếp thêm sức mạnh tốt nhất cho bạn. Cái đừng thứ năm, có thù hận đừng ghi nhớ. Lòng dạ khoáng đạt,
dùng thiện lương nhân ái để đối đãi, không để ý những chuyện nhỏ, gạt bỏ ân oán, cũng không để thù hận trong lòng. Hãy làm cho mỗi ngày trong cuộc đời của bạn là một ngày vui sống. Người xưa sống được trường thọ vì họ có tam bất thức, chính là không cần biết ba điều: không quan tâm ân oán, không quan tâm tuổi tác, không quan tâm bệnh tật. Lòng dạ khoáng đạt, dùng thiện lương nhân ái để đối đãi, không để ý những chuyện nhỏ, gạt ân oán, cũng không để thù hận trong lòng. Hãy làm cho mỗi ngày trong cuộc đời bạn là một ngày vui sống quý vị nhé. Nói nhiều không bằng nói ít, nói ít không bằng nói đúng lúc. Tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Một người tính khí nóng nảy, miệng mồm độc địa, dù tâm địa tốt đến đâu cũng sẽ khiến người khác e ngại mà lánh xa. Nên dù có đủ lý lẽ cũng nên nhẹ nhàng một chút. Lý thì cần thẳng, nhưng khí thì nên hòa. Một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Lòng càng rộng thì phúc sẽ càng lớn. Khi muốn phê bình người khác, trước hết nên xem lại mình đã hoàn thiện hay còn lỗi lầm nào không, rồi hãy nói. Gặp việc nói nhiều không bằng nói ít. Nói ít không bằng nói đúng lúc. Đừng quá khắt khe với người lầm lỡ, nhưng hãy tránh xa những kẻ không chịu chấp nhận và sửa đổi sai lầm. Nên nhớ, nhường nhịn lần thứ nhất là độ lượng, lần hai là bao dung, nhưng lần thứ ba sẽ biến thành nhu nhược. Đừng ngại việc nhiều, chỉ e nhiều chuyện, bận rộn sẽ tránh được thị phi, còn quá rảnh rỗi sẽ không có niềm vui ý nghĩa. Không sợ bị người khác đâm sau lưng, chỉ lo khi quay đầu lại nhìn thấy kẻ mình từng đối xử bằng cả tấm chân tình. Không ngại trải lòng với bạn bè, chỉ e vừa quay lưng đi liền bị biến thành chuyện cười trong cuộc hàn huyên của kẻ khác. Bạn cho rằng hành vi cao cấp nhất của giao tiếp là gì? Chính là đối với những người dù gần gũi, thân thiết nhất vẫn giữ thái độ tôn trọng và kiên nhẫn. Biết cách hòa giải muộn phiền là trí tuệ. Có thể chia sẻ thương yêu chính là hạnh phúc. Chỉ cần nhớ rằng sáng nhất là mặt trời, có ơn lớn nhất là cha mẹ. Quân tử thì rộng lượng, tiểu nhân thường hay tính toán. Bạn sẽ có cách ứng xử phù hợp trong cuộc đời. Một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Bao dung càng lớn, phúc báo càng nhiều. Sinh mạng của chúng ta là do cha mẹ ban cho, hãy trân quý nhiều hơn. Đường là do mình tự đi, nên phải cẩn thận. Không nên liều cũng chẳng nên đánh. Đời người mà không trải qua những thống khổ thì đó chính là cuộc sống vô vị. Việc tốt thì phải làm, thị phi thì phải bỏ. Thành tựu cho người khác chính là thành tựu cho mình. Một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Bao dung càng lớn, phúc báo càng nhiều. Có thể tiêu trừ phiền não, đó là trí huệ. Có thể mang tình yêu đem cho, đó là phúc. Nhân sinh như mộng, kiếp người khó được. Nhưng được rồi thì không phải ai cũng có thể tìm được cho mình một chân lý, một ý nghĩa chân chính để làm người. Có người vì một kiếp vương sầu, nỗi buồn đeo bám. Nhưng cũng có người vạn sự nhẹ tựa lông hồng, sống đời thanh lạc, vui trọn một kiếp người. Kỳ thực, sống kiếp nhân sinh, sướng khổ, buồn vui, tất cả cũng chỉ bởi tâm thái quyết định. Vậy nên, làm người, khi khí không hòa thì lời không nên nói, nói ra tất bất hòa. Khi tâm không thuận thì việc không nên làm rồi tất hỏng. Việc không thuận lòng thì không nên nhận, nhận rồi tất phải làm, không làm tất kết oán. Lời hứa thì không nên tùy tiện, hứa rồi phải thực hiện,
không thực hiện sẽ mắc nợ. Thành tích, vạn vật đều ở cách nói, xem bạn đối đãi thế nào. Tất cả đều là khảo nghiệm, thử xem bạn dụng tâm ra sao. Nghĩ thông rồi ắt tự nhiên cười, nhìn thấu rồi ắt tự nhiên buông. Người biết đủ là hạnh phúc, xem nhẹ là cao nhân. Vô sự là tiên nhân, mà vô vi là thánh nhân. Xử thế, sinh mệnh do cha mẹ ban cho, hãy trân quý nhiều hơn. Đường là do mình tự đi, nên cẩn thận. Không nên liều và cũng chẳng nên đánh. Đời người không khổ không mệt thì cuộc sống vô vị. Mệt rồi mới giảm nhẹ bước chân, sai rồi mới nghĩ đến hối hận. Có khổ rồi mới hiểu được thế nào là hạnh phúc. Có tổn thương mới có kiên cường. Dẫu có mệt cũng đừng quên mỉm cười. Dẫu có gấp cũng đừng quên ngữ khí. Khổ mấy cũng đừng quên kiên trì. Mệt mấy cũng đừng quên chăm sóc bản thân. Khiêm tốn làm người, bạn ngày càng ổn định, nỗ lực làm việc, bạn ngày càng ưu tú. Khi thành công, bạn đừng quên quá khứ. Khi thất bại, bạn đừng quên tương lai. Hy vọng thì đạt được nỗ lực, thất vọng thì đạt được vô nghĩa. Bị người hiểu nhầm, có thể mỉm cười gọi là tu dưỡng. Bị người ức hiếp, có thể mỉm cười gọi là độ lượng. Chịu thiệt, có thể mỉm cười gọi là trí huệ. Khi vô vọng, có thể mỉm cười gọi là cảnh giới. Khi nguy năng, có thể mỉm cười gọi là đại khí. Bị chỉ trích, có thể mỉm cười gọi là tự tin. Khi tâm phiền não, hãy nhớ ba câu này: buông bỏ đi, không sao cả, rồi sẽ qua. Trưởng thành là khi có một mục tiêu kiên định, kết giao nhiều bằng hữu dài lâu, suy nghĩ chính diện, đi nhiều con đường, thường ngồi tĩnh tọa, cần cù vượt khó. Lời nói cẩn trọng, mỗi câu nói đều phát huy tác dụng và có trọng lượng. Vui buồn không phải ở biểu thái, mà là ở nội tâm. Người trọng phú khinh nghèo thì không nên tiếp cận. Người miệng lưỡi thị phi thì không nên giao kết. Người vận khí chưa đến thì không thể coi thường. Người không biết trên dưới thì không để ý. Người nói nhiều hiểu ít thì không nên kính. Người đức cao trọng nghĩa thì không thể không quen. Người đọc sách hiểu lý thì không thể coi thường. Người trung hậu thật thà thì không thể dối lừa. Người mắt mờ tai kém thì không thể trêu đùa. Người cô đơn buồn tẻ thì không thể lừa gạt. Tâm cảnh: tức giận là biểu hiện của sự vô năng, không tức giận mới là độ lượng. Tức giận là lấy cái sai của người khác mà trừng phạt chính mình. Tha thứ một lần là một lần tạo phúc. Bao dung càng lớn, phúc tạo càng nhiều. Làm người mà sống thiện thì dù phúc chưa tới, nhưng họa đã rời xa. Làm người tạo ác, tuy họa chưa báo, nhưng phúc cũng còn. Người quân tử vì mục tiêu, kẻ tiểu nhân vì mục đích. Tính khí và lời nói không tốt thì dù tâm tốt bao nhiêu cũng không thành người tốt. Thưởng thức người khác là tạo uy nghiêm cho chính mình. Tha thứ cho người cũng chính là thiện đãi chính mình. Muốn phê bình người khác thì trước tiên cảnh tỉnh chính mình có khuyết điểm hay không. Nghịch cảnh có thể gặp nhưng không thể cầu. Cần trân quý và biết ơn, bởi nó là tiên đang giúp ta trưởng thành. Khó khăn và trải nghiệm cũng là trường thi. Người không thi thì sao tốt nghiệp? Người bao biện là người không thể tiến bộ. Không sợ người khác phạm sai,
chỉ sợ không biết sửa sai. Sửa sai thì không khó, khó là có muốn sửa sai hay không. Có đủ niềm tin, nỗ lực, có dũng khí thì trên đời không việc gì không thể thành công. Phẩm đức. Nói một câu tốt như hoa sen khai nở, nói một câu xấu như rắn độc nhe nanh. Nhà rộng không bằng tấm lòng rộng, tiền nhiều không chắc đã vui, tâm không tham cầu mới là cội nguồn an lạc. Tâm chứa điều tốt, miệng nói lời hay, thân làm điều thiện nghĩa, đó là người tốt. Tâm thường mang theo điều thiện giải, bao dung, cảm ơn, biết đủ, đó là tích phúc. Tâm thuận vạn sự thuận, khoan dung đối đãi người cũng chính là khoan dung chính mình. Đừng vì việc ác nhỏ mà làm, đừng vì việc thiện nhỏ mà bỏ. Việc khó làm, muốn làm ắt được. Việc khó bỏ, muốn bỏ sẽ buông. Việc khó làm được mới thăng hoa. Người có hiếu nhất là người hạnh phúc nhất. Làm người thì phải biết phúc, tích phúc và tạo phúc. Một người vui vẻ không phải vì có đủ đầy mọi thứ, mà vì họ ích kỷ kèo so đo. Nửa đời sau, làm gì để được an nhiên? Con người đến một độ tuổi nhất định, tự nhiên sẽ không còn thích những nơi ồn ào náo nhiệt. Họ tìm đến nơi yên bình để tâm thái bình thản, giúp cho cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Mặc kệ là đời sống vật chất dư giả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản chính là sống một cuộc đời hạnh phúc. Nửa đời còn lại, chúng ta cần phải biết yêu bản thân mình nhiều hơn một chút, nghĩ thoáng hơn một chút, và quan trọng là hãy chăm sóc, nuôi dưỡng một tâm hồn đẹp, một trái tim trầm tĩnh và bao dung. Đây sẽ là cách sống tốt nhất cho nửa quãng đời còn lại của cuộc đời. Nửa đời về sau, hãy học cách cúi mình. Bạn nói chuyện mâu thuẫn với bạn bè, không đồng ý với ý kiến, với con cái, những điều này cũng không có vấn đề gì cả. Hãy tập suy nghĩ thoáng lên, chấp nhận buông bỏ, cho dù là cúi người xuống nói lời xin lỗi thì có sao. Lúc này bạn cũng có thể lau nhà, lấy ra một đống dẻ lau, cúi người lau sạch sàn nhà trước mặt mình. Trong lúc lao động, bạn sẽ nhận ra tâm trạng và suy nghĩ của mình dần lắng xuống. Nửa đời về sau, hãy trở nên bình thản. Sẽ đến một lúc nào đó, con người tự nhiên không còn thích những gì ồn ào náo nhiệt. Tâm thái bình thản giúp cho cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Mặc kệ là đời sống vật chất dư giả hay bần cùng, chỉ cần nội tâm bình thản chính là sống một cuộc đời hạnh phúc. Nửa đời về sau, hãy học được cách trầm tĩnh. Hãy lựa chọn giữ im lặng khi bị người khác hiểu lầm. Đừng tranh luận. Trong cuộc sống có rất nhiều chuyện đúng sai khó có thể nói rõ ràng. Thậm chí căn bản là không có hoàn toàn đúng hay hoàn toàn sai. Cho nên nếu không muốn nói thì đừng nói. Khi mà có nói nhiều cũng vô ích. Có lẽ im lặng là lời giải thích tốt nhất. Nửa đời về sau, hãy nghiêm túc học tập. Thư pháp hội họa, cờ tướng yoga, ca hát khiêu vũ, đọc sách xem báo đều là một trong những thứ mà chúng ta nên tiếp tục học. Hãy mang theo bên mình một chiếc máy nghe nhạc. Dù là buổi sáng hay ra ngoài tập thể dục, luyện khí công, vừa nghe nhạc vừa làm việc khác, như vậy có thể đem đến cho cuộc sống rất nhiều niềm vui, khiến cho tâm tình khoan khoái dễ chịu. Nửa đời về sau, hãy đừng cảm thấy hối hận. Cuộc đời không có cơ hội nào lặp lại. Lựa chọn rồi thì đừng hối hận, cũng đừng nói câu muốn làm lại từ đầu.
bởi cuộc đời là một con đường dài với vô số ngã rẽ và ta luôn phải lựa chọn không ngừng. Mỗi lựa chọn đưa ra không có thực sự tốt hay thực sự tồi, chỉ cần biết cuộc sống là tác phẩm độc nhất vô nhị của chúng ta thì sẽ không phải hối tiếc nếu ngày đó mình không làm như vậy. Nửa đời về sau, hãy thỉnh thoảng buông thả bản thân. Hãy thỉnh thoảng cho phép bản thân được ăn những món mình yêu thích. Mỗi ngày ăn trái cây, rau quả, thực phẩm lành mạnh. Có phải là có lúc cũng thèm thịt cá? Vậy thì cứ ăn đi. Thực phẩm lành mạnh có lợi cho cơ thể, nhưng thỉnh thoảng cũng nên buông thả bản thân một chút. Cuộc đời không nên gò ép bản thân mình quá, ngẫu nhiên phóng túng thì càng bình dị, gần gũi. Nửa đời về sau, đôi lúc hãy ngờ nghệch một chút. Nửa đời về sau có những chuyện cần hờ hững thì hờ hững, điều gì không làm rõ được thì không cần làm rõ. Người nào cần lướt qua thì cứ lướt qua. Nếu như chỉ biết nhớ không biết quên, chỉ biết tính toán mà không biết cho qua, chỉ biết khôn khéo mà lại không biết vụng về, sẽ chỉ làm cho cuộc sống của chúng ta luôn nặng nề, phiền não. Nửa đời về sau, hãy giữ gìn sự đơn thuần. Suy nghĩ quá nhiều, ngược lại càng làm cho cuộc sống thêm phức tạp. Đơn thuần thật ra chính là một ân huệ mà trời cao ban cho chúng ta. Sống đơn thuần ở hiện tại, đơn thuần cảm nhận mùi thơm của đồ ăn, đơn thuần nhận ra niềm vui của vận động, đơn thuần cùng bạn bè nói chuyện trên trời dưới đất. Vậy nên, đừng suy nghĩ quá nhiều. Cuộc sống thật ra luôn cần những niềm vui đơn giản. Nửa đời về sau, hãy luôn ăn mặc đẹp. Tuyệt đối đừng vì suy nghĩ mình lớn tuổi rồi mà không muốn trưng diện nữa. Bởi yêu cái đẹp nên là điều mà chúng ta theo đuổi cả đời. Hãy nhân lúc lưng còn thẳng, chân còn khỏe, hãy mặc thật nhiều bộ đồ xinh đẹp, đến những nơi đẹp đẽ nhất, chụp những tấm hình rực rỡ nhất. Nửa đời về sau, hãy thường xuyên chúc phúc cho người khác. Quy luật đối nhân xử thế chính là như vậy. Chúng ta đối đãi với người khác thế nào, họ cũng sẽ đối đãi với ta như vậy. Cho nên, hãy thường xuyên khen ngợi bạn bè, con cháu của mình, thậm chí cả người xa lạ cũng đừng tiếc một lời chúc phúc. Thời điểm bạn làm cho người khác vui vẻ, bạn sẽ nhận ra rằng mình còn được nhân đôi niềm vui. Sống ở hiện tại, tận hưởng cuộc sống ở hiện tại, đó chính là phương thức sống tốt đẹp nhất. Tâm bớt nghĩ nhiều, cuộc sống sẽ an vui mới hạnh phúc được. Làm người, suy nghĩ nhiều để làm gì? Nghĩ nhiều thì đau đầu, nghĩ lâu thì mỏi mệt. Suy nghĩ vẩn vơ rồi lo lắng lung tung, chi bằng tìm chút việc để làm. Chúng ta chỉ có một cuộc đời này, kết thúc rồi thì không thể quay lại, mất đi rồi thì chẳng thể tìm về. Thời gian của mỗi người rất ngắn, cuộc sống đáng quý hơn tiền của, quý trọng hơn vàng bạc, vậy nên đừng lãng phí. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, trân trọng những gì trước mắt thôi. Sống một ngày biết được một ngày, qua một ngày biết hết một ngày. Chúng ta không thể dự đoán được một phút sau sẽ có việc gì phát sinh, cũng không biết mình và người bên cạnh ai sẽ rời đi trước. Những người bạn quan tâm hay người quan tâm bạn cũng chỉ là mối nhân duyên ở kiếp này. Qua rồi chưa chắc sẽ gặp lại. Vậy suy nghĩ nhiều để làm gì? Mệt rồi thì nghỉ ngơi, thấy phiền thì thư giãn chút. Đời người việc bất như ý luôn luôn có. Trong cuộc sống, kẻ nhìn bạn không thuận mắt cũng rất nhiều. Đừng quan tâm đến những lời đồn thổi. Nhìn nhẹ nhàng nhưng trắc trở gập ghềnh. Biết sự đã kích thành động lực, xem thất bại như bài học, rồi tiếp tục đi trên con đường của mình
làm việc của mình. Người biết đau không chỉ có mình bạn. Ai cũng vừa trị thương vừa kiên cường, vừa trải nghiệm vừa trưởng thành. Cuộc sống dù mỏi mệt cũng phải đối diện, dù vất vả cũng phải đi qua. Nên nhớ, trên đời này ai cũng có những khó khăn riêng, nên cứ vững tâm mà cố gắng. Ở đời có được ắt có mất. Nghĩ một cách lạc quan, sống một cuộc đời hạnh phúc. Ở đời có được ắt có mất. Không phải lúc nào bạn cho đi cũng nhận được ngay sự hồi đáp. Cuộc sống luôn có cách vận hành của riêng nó. Tương lai luôn ở phía trước. Chỉ cần ta mạnh chân bước tới, hãy chấp cho mình đôi cánh tự do. Bước qua những đớn đau và hệ lụy để làm một người vui vẻ. Hãy quên đi năm tháng và tuổi tác, đừng để thời gian khiến ta trở nên già cỗi. Cho dù bao nhiêu tuổi, chỉ cần cảm thấy tinh thần còn trẻ là được. Vượt qua sự cám dỗ của danh lợi, vì chúng vốn là vật ngoài thân. Thường ai cũng muốn mình có một chút danh tiếng, một chút lợi lộc, rồi tranh nhau giành lấy. Rồi khi không được như ý, lại quay sang oán trách cuộc đời không công bằng với mình. Thật ra, sống một cuộc đời đơn giản và bình thường mới là hạnh phúc lớn nhất. Và bất kỳ ai cũng nên có một người bạn. Tài sản thì không thể làm bạn với ta cả đời, mà bạn hữu đôi khi trở thành tài sản cả đời của ta. Tốt hơn hết là có một tri kỷ. Lúc cảm thấy lẻ loi, có thể tìm đến nói vài câu. Nhưng việc có một người bạn đúng nghĩa thật sự không hề dễ dàng. Nên xem trước chất lượng trong kết giao bạn bè, xây dựng một nơi nương tựa trong chính mình. Khi gặp chuyện phiền não, hãy lắng lòng, yên tĩnh cho mình một không gian để tâm trí bình lặng lại. Nhìn những cánh hoa bên đường, dù bé nhỏ cũng đua nhau khoe sắc, tô điểm cho đời. Thế giới cũng bỗng chốc trở nên tươi đẹp hơn. Nghĩ một cách lạc quan, sống một đời hạnh phúc. Ở đời không phải vì có hy vọng mới kiên trì, mà nhờ kiên trì mới có hy vọng. Không phải vì có cơ hội mới nắm lấy, mà nhờ không buông tay, cơ hội mới xuất hiện. Không phải vì hiểu biết mới làm việc, mà nhờ làm việc mới sanh ra hiểu biết. Không phải vì trưởng thành mới lo gánh vác, mà nhờ sống có trách nhiệm mới thực sự trưởng thành. Cũng không phải vì giàu có mới chia sẻ, mà nhờ biết cách chia sẻ mới trở nên giàu có. Không phải vì đột phá mới có thử thách, mà nhờ những thử thách mới tạo ra sự đột phá. Không phải làm lãnh đạo rồi mới chịu hy sinh, mà nhờ hy sinh mới tạo nên quyền thủ lĩnh. Không phải vì có lợi lộc mới chịu cảm ơn, mà nhờ biết nghĩa biết ơn mới được hưởng lợi lộc. Không phải vì có tiền mới học hỏi, mà nhờ chịu khó học hỏi mới làm ra tiền của. Hãy nhớ nhé. Một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Bao dung càng lớn, phúc báo càng nhiều. Sinh mạng của chúng ta là do cha mẹ ban cho, hãy trân quý nhiều hơn. Đường là do mình tự đi, nên phải cẩn thận. Không nên liều cũng chẳng nên đánh. Đời người mà không trải qua những thống khổ thì đó chính là cuộc sống vô vị. Việc tốt thì phải làm, thị phi thì phải bỏ. Thành tựu cho người khác chính là thành tựu cho mình. Một lần tha thứ là một lần tạo phúc. Bao dung càng lớn, phúc báo càng nhiều. Có thể tiêu trừ phiền não, đó là trí huệ. Có thể mang tình yêu đem cho, đó là phúc. Nhân sinh như mộng, kiếp người khó được. Nhưng được rồi thì không phải ai cũng có thể tìm được cho mình một chân lý, một ý nghĩa chân chính để làm người. Có người vì một kiếp vương sầu, nỗi buồn đeo bám. Nhưng cũng có người vạn sự nhẹ tựa lông hồng, sống đời thanh lạc,
vui trọn một kiếp người. Kỳ thực, sống kiếp nhân sinh, sướng khổ, buồn vui, tất cả cũng chỉ bởi tâm thái quyết định. Vậy nên, làm người, khi khí không hòa thì lời không nên nói, nói ra tất bất hòa. Khi tâm không thuận thì việc không nên làm rồi tất hỏng. Việc không thuận lòng thì không nên nhận, nhận rồi tất phải làm, không làm tất kết oán. Lời hứa thì không nên tùy tiện, hứa rồi phải thực hiện, không thực hiện sẽ mắc nợ. Thành tích, vạn vật đều ở cách nói, xem bạn đối đãi thế nào. Tất cả đều là khảo nghiệm, thử xem bạn dụng tâm ra sao. Nghĩ thông rồi ắt tự nhiên cười, nhìn thấu rồi ắt tự nhiên buông. Người biết đủ là hạnh phúc, xem nhẹ là cao nhân. Vô sự là tiên nhân, mà vô vi là thánh nhân. Sự thế, sinh mệnh do cha mẹ ban cho, hãy trân quý nhiều hơn. Đường là do mình tự đi, nên cẩn thận. Không nên liều và cũng chẳng nên đánh. Đời người không khổ không mệt thì cuộc sống vô vị. Mệt rồi mới giảm nhẹ bước chân, sai rồi mới nghĩ đến hối hận. Có khổ rồi mới hiểu được thế nào là hạnh phúc. Có tổn thương mới có kiên cường. Dẫu có mệt, cũng đừng quên mỉm cười. Dẫu có gấp, cũng đừng quên ngữ khí. Khổ mấy cũng đừng quên kiên trì. Mệt mấy cũng đừng quên chăm sóc bản thân. Khiêm tốn làm người, bạn ngày càng ổn định, nỗ lực làm việc, bạn ngày càng ưu tú. Khi thành công, bạn đừng quên quá khứ. Khi thất bại, bạn đừng quên tương lai. Hy vọng thì đạt được nỗ lực, thất vọng thì đạt được vô nghĩa. Bị người hiểu nhầm, có thể mỉm cười gọi là tu dưỡng. Bị người ức hiếp, có thể mỉm cười gọi là độ lượng. Chịu thiệt, có thể mỉm cười gọi là trí huệ. Khi vô vọng, có thể mỉm cười gọi là cảnh giới. Khi nguy năng, có thể mỉm cười gọi là đại khí. Bị chỉ trích, có thể mỉm cười gọi là tự tin. Khi tâm phiền não, hãy nhớ ba câu này: buông bỏ đi, không sao cả, rồi sẽ qua. Trưởng thành là khi có một mục tiêu kiên định, kết giao nhiều bằng hữu dài lâu, suy nghĩ chính diện, đi nhiều con đường, thường ngồi tĩnh tọa, cần cù vượt khó. Lời nói cẩn trọng, mỗi câu nói đều phát huy tác dụng và có trọng lượng. Vui buồn không phải ở biểu thái, mà là ở nội tâm. Người trọng phú khinh nghèo thì không nên tiếp cận, người miệng lưỡi thị phi thì không nên giao kết. Người vận khí chưa đến thì không thể coi thường, người không biết trên dưới thì không để ý. Người nói nhiều hiểu ít thì không nên kính, người đức cao trọng nghĩa thì không thể không quen. Người đọc sách hiểu lý thì không thể coi thường, người trung hậu thật thà thì không thể dối lừa. Người mắt mờ tai kém thì không thể trêu đùa, người cô đơn buồn tẻ thì không thể lừa gạt. Tâm cảnh: tức giận là biểu hiện của sự vô năng, không tức giận mới là độ lượng. Tức giận là lấy cái sai của người khác mà trừng phạt chính mình. Tha thứ một lần là một lần tạo phúc. Bao dung càng lớn, phúc tạo càng nhiều. Làm người mà sống thiện thì dù phúc chưa tới, nhưng họa đã rời xa. Làm người tạo ác, tuy họa chưa báo, nhưng phúc cũng chẳng còn. Người quân tử vì mục tiêu, kẻ tiểu nhân vì mục đích. Tính khí và lời nói không tốt thì dù tâm tốt bao nhiêu cũng không thành người tốt.
thưởng thức người khác là tạo uy nghiêm cho chính mình. Tha thứ cho người cũng chính là thiện đãi chính mình. Muốn phê bình người khác thì trước tiên cảnh tỉnh chính mình có khuyết điểm hay không. Nghịch cảnh có thể gặp nhưng không thể cầu. Cần trân quý và biết ơn, bởi nó là tiên đang giúp ta trưởng thành. Khó khăn và trải nghiệm cũng là trường thi. Người không thi thì sao tốt nghiệp? Người bao biện là người không thể tiến bộ. Không sợ người khác phạm sai, chỉ sợ không biết sửa sai. Sửa sai thì không khó, khó là có muốn sửa sai hay không. Có đủ niềm tin, nỗ lực, có dũng khí thì trên đời không việc gì không thể thành công. Phẩm đức. Nói một câu tốt như hoa sen khai nở, nói một câu xấu như rắn độc nhe nanh. Nhà rộng không bằng tấm lòng rộng, tiền nhiều không chắc đã vui, tâm không tham cầu mới là cội nguồn an lạc. Tâm chứa điều tốt, miệng nói lời hay, thân làm điều thiện nghĩa, đó là người tốt. Tâm thường mang theo điều thiện giải, bao dung, cảm ơn, biết đủ, đó là tích phúc. Tâm thuận vạn sự thuận, khoan dung đối đãi người cũng chính là khoan dung chính mình. Đừng vì việc ác nhỏ mà làm, đừng vì việc thiện nhỏ mà bỏ. Việc khó làm, muốn làm ắt được. Việc khó bỏ, muốn bỏ sẽ buông. Việc khó làm được mới thăng hoa. Người có hiếu nhất là người hạnh phúc nhất. Làm người thì phải biết phúc, tích phúc và tạo phúc. Một người vui vẻ không phải vì có đủ đầy mọi thứ, mà vì họ ích kỳ kèo so đo.